Ôi, miếng mít là thằng Bảo Lộc cũng đều cắn này, kinh quá. Mẹ lấy của con ở đây, đây giả con. Ừ, con ơi. Bảo là làm gì nó đang hết, thế là anh Dũng bảo ui nó rút lia lịa, ui nó rút lia lịa như con nhà tiên đó em.
cắn mẹ à? Hay hớm nhỉ. Kia nhà chú Dũng mà, đất trống ở nhà chú Dũng mà. Nhưng bảo đang có ý Dũng, có ý định. Cô chỉ dựng đến một cái rạc thôi, rồi lại dỡ ra chứ không phải xây đâu mà. Em nói nhầm. Nhưng mà vợ nói bảo là thôi làm đấy á, thì em lúc mà trẻ con nó chơi mà nó có ngã gì á lại em. Ủa, nó tài gì ra tội nó ra.